Thưa quý vị các bạn, sau đây tôi xin phép giới thiệu với quý vị và các bạn một số động tác về tập vận động khớp gối để hỗ trợ về điều trị cũng như dự phòng một số các bệnh lý về khớp gối. Đầu tiên, trước khi vào tập vận động khớp gối, chúng ta dùng biện pháp khởi động khớp gối. Khởi động chúng tôi, chúng ta thả lỏng. Và chúng ta đan xen vào tay vào nhau xoa khớp gối. Về cái động tác xoa khớp gối này, nó có tác dụng là nó làm tăng nhiệt độ ở vùng khớp gối, đồng thời nó tăng lưu lượng tuần hoàn để nuôi dưỡng khớp gối. Chúng ta xoa bên phải, xoa bên trái. Sau khi khởi động khớp gối khoảng 1 đến 3 phút thì chúng ta bắt đầu vào tập vận động khớp gối. Để động tác đầu tiên để tập vận động khớp gối là động tác là co khớp gối. Chúng ta co khớp gối vào sát bụng và đồng thời lấy tay kéo để ép sát khớp gối vào bụng. Chúng ta giữ động tác này khoảng 10 đến 15 giây hoặc đến khi nào mỏi. Và chúng ta tập đi tập lại khoảng 10 đến 15 lần. Hết gối bên phải, chúng ta tập sang gối bên trái. Sang động tác thứ hai là động tác co duỗi khớp gối. Chúng ta co duỗi khớp gối, co từ từ khớp gối vào trong bụng, đồng thời duỗi ra. Chúng ta tập đi tập lại khoảng 10 đến 15 lần. Hết bên phải, chúng ta tập sang bên trái. Sang động tác thứ ba là động tác xoay khớp gối. Chúng ta co chân phải lên, đồng thời lấy tay. Đồng thời lấy tay giữ khớp gối bên phải và chúng ta quay. Chúng ta quay ngược thuận chiều kim đồng hồ. Chúng ta tiến hành quay khoảng 10 đến 15 giây. Và khi nào mỏi lại đổ sang bên trái. Xoay khớp gối. Vừa rồi là tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một số động tác rất cơ bản để điều trị, để tập vận động khớp gối, để hỗ trợ công tác điều trị cũng như là dự phòng các bệnh lý về khớp gối. Về các bệnh lý về khớp gối thì chúng ta nên hạn chế cái việc đi bộ và chúng ta tập luyện tại nhà cũng như kết hợp với những cái chế độ ăn dinh dưỡng và sử dụng những cái thuốc hợp lý. Xin chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.